Anh nhớ mọi người, lại là mình Tâm đây. Đây là bức tranh cô gái hoa trong set 3 bức tranh treo tường của mình. Bức này là bức thứ 2. Lần trước mình đã khoe bức thứ nhất rồi. Bức tranh này thì cực kỳ là nhiều hoa. Nhiều hoa đến nỗi mà mình tỉa lá, tỉa cánh hoa quả hết cả tay. Nhưng mà vẽ xong cũng khá là ưng. Bức này mình vẽ bằng chất liệu sơn dầu, kích cỡ 30-40cm. Mọi người thường hay hỏi mình là khi mới học vẽ thì nên sử dụng màu gì, thì mình chia sẻ luôn ở đây nhá. Mới tập vẽ thì mình nên sử dụng màu bột hoặc là màu acrylic. Màu bột và acrylic thì khô rất nhanh và dễ sử dụng. Nhưng mà độ bền của nó nếu mà bảo quản thật sự tốt ý, thì rơi vào khoảng được 10 năm. Còn đối với sơn dầu thì khó sử dụng hơn rất nhiều. Tại vì với lại mùi của sơn dầu rất chi là khó chịu ý. Nếu mà mình vẽ sơn dầu mình phải sử dụng, phải vẽ trong mà phòng rộng, vì mùi toàn mùi xăng, mùi dầu. Rửa bút thì phải sử dụng bằng xăng, nên là dễ đau đầu lắm. Nhưng mà độ bền của sơn dầu ít nhất thì phải đến 50 năm. Có những bức tranh đến 700 năm rồi. Vậy nên là chẳng ai sống lâu được như vậy đâu. Đây, bây giờ mình đang vẽ môi nhé. Vẽ xong hết rồi, giờ vào tỉa chi tiết thôi. Lúc nào mà đến bước này thì rất là sướng. Rồi, làm sáng cho môi. Chấm một chút trắng vào nè. Gạt một ít màu trắng để làm tóc. Đi lại trong má một tí cho nó đều màu và đẹp hơn nè. Tiếp theo, xong rồi. Đây là thành quả của mình.